Xin chào tất cả các bạn. Video này thì ta sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt mã nguồn Joomla lên Hotin Redmin. Thì trước tiên ta cần phải chuẩn bị mã nguồn Joomla. Nếu các bạn chưa có, ta có thể truy cập vào trang địa chỉ joomla.org. Xịt download. Tại đây ta có thể tải được phiên bản mới nhất của Joomla về. Ta chọn download Joomla để tiến hành tải về. Sau khi tải về, ta sẽ được một file như thế này. Sau đó ta sẽ tiến hành upload file này lên Hotin. Các bạn truy cập vào Hotin. Thông tin đăng nhập vào Hotin này sẽ được gửi qua mail khi các bạn đăng ký dịch vụ tại Digistar. Đây là giao diện chính khi ta đăng nhập vào Hotin. Để tiến hành upload file, ta chọn File Manager. Chọn tiếp Public HTML. Tại đây ta sẽ thấy một dòng là Upload File to Current Directory. Ở đây ta chọn đến file ta vừa tải về. Đây là file Joomla ta vừa tải về xong. Chọn upload file để tiến hành tải lên. Thông báo upload successful là ta đã tải lên thành công. Bây giờ ta chọn quay trở lại để tiến hành giải nén file ta vừa tải lên ra. Chọn list here. Đây là file ta vừa tải về. Các bạn chọn extract để tiến hành giải nén. Chọn tiếp extract. Vậy là file được giải nén thành công. Bước tiếp theo ta tiến hành tạo database cho Joomla. Quay trở lại giao diện chính của Redmin. Chọn MySQL Management. Tại đây để tạo mới database ta chọn Render Database. Dòng đầu tiên ta sẽ đặt tên cho database. Dòng thứ hai là user để đăng nhập vào database. Và ở dưới là password. Sau đó chọn Write để tiến hành tạo mới. Đây là thông tin database ta vừa tạo. Bước tiếp theo ta tiến hành truy cập vào tên miền của mình để tiến hành cài đặt Joomla. Nếu khi truy cập giao diện xuất hiện như thế này là do ta chưa xóa file index.html trong thư mục public.html. Quay trở lại Hotin. Vào file manager. Public.html. Tiến hành xóa file index.html. Chọn delete. Quay trở lại tên miền. Vậy là ta đã vào được giao diện cài đặt của Joomla. Tại đây ta có thể chọn được nhiều ngôn ngữ cài đặt khác nhau. Ví dụ ở đây ta sẽ chỉnh là tiếng Anh. Tại mục Site Name là tiêu đề của website. Tại mục Description là mục mô tả website. Đây là địa chỉ email của người quản trị. Tài khoản người quản trị. Đây là mật khẩu cho tài khoản người quản trị. Sau khi khai báo tất cả các thông tin, ta chọn Next. Tại mục này ta sẽ khai báo thông tin database ta vừa tạo ban nãy ra xong. Tại mục đầu tiên username. Đây là username ta vừa tạo. Tiếp theo là password. Và phần database name. Các giá trị còn lại các bạn để mặc định.
Sau khi khai báo thông tin database và user, ta chọn Next. Tại mục Hinton Sample Data, ta chọn Default Inlet. Đây là các yêu cầu để cài đặt được Joomla. Ta chọn Hinton. Quá trình cài đặt Joomla. Vậy là quá trình cài đặt hoàn tất. Tiếp theo ta chọn Remove Installation Folder. Vậy là ta hoàn tất cài đặt Joomla lên Hosting Direct Admin. Để kiểm tra hoạt động, ta truy cập vào tên miền của mình. Đây là giao diện mặc định khi ta cài đặt Joomla trên Hosting. Để truy cập vào trang quản trị Joomla, tại đây ta chọn Administrator. Ta đăng nhập bằng tài khoản quản trị ta vừa tạo ban nãy. Các bạn lưu ý sau này để đăng nhập vào trang quản trị, ta truy cập vào đường dẫn sau. Đây là giao diện quản trị của Joomla. Vậy là quá trình cài đặt Joomla trên Hosting React Admin đã hoàn tất. Nếu các bạn gặp khó khăn hay vấn đề nào cần hỗ trợ, vui lòng gửi phiếu hỗ trợ về phòng kỹ thuật của Digistar hoặc gọi đến số điện thoại 1900 6019 và chọn phím 2 để gặp kỹ thuật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc các bạn thành công.